Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Miền Trung nín thở trước giờ bão Noru đổ bộ. Đến chiều nay, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn. Chính quyền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang gấp rút hoàn tất di rời dân đến nơi an toàn. Trưa nay, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi thị sát Quảng Công, huyện Quảng Điền và khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão Phú Hải, huyện Phú Vang. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 13 giờ, vị trí tâm bão số 4 Noru cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 270 km về phía đông, ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão, ban kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão, hoàn thành di rời dân trước 15 giờ chiều nay. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh quyết liệt ứng phó với cơn bão số 4, dự kiến di rời 12.000 hộ với khoảng 50.000 dân. Công tác di dân sẽ kết thúc vào 15 giờ chiều nay. Phương án 4 tại chỗ được phát huy cao độ bởi vì khi bão gió lớn sẽ không có hoạt động tác nghiệp trên đường được. Các phương án liên quan đến an toàn của người dân đã được các cấp chính quyền chuẩn bị chu đáo, ông Phương nói. Đến 14 giờ, địa bàn Đà Nẵng đã bắt đầu có mưa to kèm theo những đợt gió từ ngoài biển thổi vào. Người dân địa phương được nghỉ làm nên đã tranh thủ đến chợ, cửa hàng tạp hóa mua nhu yếu phẩm, các vật dụng như bao tải, dây thép để gia cố nhà cửa. Những tuyến đường ven biển thưa thớt người qua lại, quán xá, nhà hàng đã cửa đóng then cài. Trao đổi với Dinh, ông Nguyễn Văn Thi, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng nói, dù việc phòng chống bão đã hoàn tất, mọi thành viên trong gia đình rất lo lắng. Chúng tôi được thông báo là cơn bão này mạnh nhất trong 20 năm qua nên rất bất an. Hy vọng khi vào đất liền, cường độ gió sẽ giảm để hạn chế nguy cơ thiệt hại, ông Thi chia sẻ. Trước cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại một số vùng xung yếu của huyện Hòa Vang. Điểm thị sát đầu tiên của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác là khu vực đồi núi Sọ, thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn. Theo lãnh đạo huyện Hòa Vang, đây là điểm dân cư từng nhiều lần xảy ra sạt lở trong thời gian qua. Khu vực này có 43 hộ dân với 143 nhân khẩu, đa phần kinh tế còn khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Lo ngại bão Noru đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, chính quyền huyện đã và đang di rời họ đến những tòa nhà kiên cố để tránh trú. Tương tự, tại đồi Lệ Mỹ, xã Hòa Liên và Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, hơn 100 người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Sau khi khảo sát, ông Quảng yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương di rời người dân đến nơi an toàn. Hòa Vang là địa bàn trọng yếu của thành phố, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan bất kỳ công tác chuẩn bị nào. Việc di rời dân đến nơi an toàn phải tiến hành khẩn trương trong chiều nay phải xong, ông Quảng chỉ đạo. Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu sở ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày ứng phó bão, tuyệt đối không để bất cứ người nào thiếu đói, bị rét. Ông Quảng nhấn mạnh, huyện đảo Lý Sơn đã có gió giật cấp 11. Tại Quảng Nam, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết đến trưa nay, địa phương đã hoàn tất việc thực hiện sơ tán người dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Địa phương đã sơ tán hơn 4.300 hộ dân với hơn 14.700 nhân khẩu. Trong đó, có hơn 2.300 hộ sơ tán xen ghép và hơn 2.000 hộ sơ tán tập trung tại các địa điểm kiên cố trong trung tâm thành phố. Theo ghi nhận, đầu giờ chiều nay, thành phố Tam Kỳ đã có mưa nặng hạt và gió bắt đầu lớn dần. Người dân địa phương cũng gần như hoàn thành chằng chống nhà cửa để phòng tránh bão Noru. Tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, gần 50 cán bộ chiến sĩ sử dụng đò tiếp cận thôn Long Thạnh Tây, hỗ trợ gần 100 hộ dân với 285 nhân khẩu di chuyển vào đất liền. Sau đó, xe của sư đoàn 315 đưa người dân đến tránh trú bão tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Tam Giang, Núi Thành. Lãnh đạo xã Tam Hải cho hay địa phương đã cắt cử nhân lực phục vụ nhân dân xã đảo Long Thạnh Tây trong thời gian tránh bão. Lực lượng dân quân sẽ thường trực 24/24 giờ và phục vụ các suất cơm, nước uống và hỗ trợ tình huống khẩn cấp nếu có. Xã cũng đã chuẩn bị lương thực dự phòng đảm bảo trong 7 ngày tới. Tại Quảng Ngãi, ông Nhâm Xuân Sĩ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết đến 14 giờ ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Lý Sơn đã có gió cấp 8 giật cấp 11.
ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công tác sơ tán dân vùng ven biển huyện Bình Sơn, địa phương có thể ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 4. Tôi yêu cầu lực lượng vũ trang phối hợp với địa phương giúp dân sơ tán đến các khu ký túc xá, trường học để tránh chú bão, đảm bảo an toàn tính mạng. Trước 14 giờ việc sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành, ông Minh yêu cầu. Đến 14 giờ cùng ngày, các địa phương ở Quảng Ngãi đã di rời hơn 53.000 người dân vùng trũng, thấp, ven sông, ven biển và vùng nguy cơ sạt lở núi đến các nơi tập trung để tránh bão. Sau khi kiểm tra tình hình neo đậu của tàu thuyền tại cảng cá Tam Quan Bắc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu cơ quan chức năng cần chủ động theo dõi diễn biến đường đi của bão số 4. Cùng với đó, các ngư dân Bình Định chủ động bảo vệ tài sản, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn. Còn tại núi Gai, thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện An Lão, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn cấp di dời 178 hộ trong vùng nguy hiểm. Mưa to sẽ gây lũ lụt sạt lở. Đặc biệt tại các điểm sạt lở, các anh phải sống chết di dời bà con ngay, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu. Tại hai xã ven biển Mỹ Đức, Mỹ An, huyện Phú Mỹ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ huy động lực lượng hỗ trợ di dời ngay các hộ dân có nhà sát biển và số lượng tàu thuyền đang ở mép biển đến nơi an toàn. Bên cạnh đó giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, sử dụng bao cát đắp bờ ngăn nước biển vào khu dân cư, đảm bảo an toàn cho người dân. Người dân vùng tâm bão Noru xuống tầng hầm trú ẩn, vội đi tránh bão nên chả kịp ăn cơm. Các con chuẩn bị cho tôi và ba đứa cháu ít bánh mì xôi, mong bão sớm qua để về nhà thu dọn ổn định cuộc sống, ông Nhõng, Quảng Ngãi nói. Trưa nay, Quảng Ngãi vẫn gấp rút di rời nốt hàng nghìn người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 4 Noru đổ bộ. Trao đổi với Dinh, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho hay, đến 13 giờ, địa phương đã sơ tán gần 9.000 hộ dân với hơn 23.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong ảnh là khu tránh trú bão ở tầng hầm khách sạn và khu nhà ở nhân viên thuộc công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất. Ở khu vực hầm công ty Hòa Phát, nhân viên công ty túc trực hướng dẫn và dán bảng chỉ dẫn người dân xuống khu vực tránh trú. Nơi đây có gần 10 phòng và khu vực tầng hầm rộng hàng nghìn mét vuông có thể giúp khoảng 6.000 người tránh bão. Hiện hơn 1.500 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em đã đến khu tầng hầm khách sạn, ký túc xá nhân viên của công ty để tránh trú bão. Ngoài việc đảm bảo điện, nước, quạt, phía công ty còn hỗ trợ các suất ăn miễn phí, sữa, cháo cho người dân, đại diện công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất thông tin. Bà Nguyễn Thị Hiếu, 83 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, nói đây là lần thứ hai bà cùng người thân đến hầm ký túc xá trú bão. Nghe tin bão lớn, các con mang bao cát, thép buộc, chằng chống nhà cửa rồi đưa tôi lên đây chú, mong sao bão không vào, đỡ phần thiệt hại cho người dân, bà nói. Ông Dương, 58 tuổi, cho biết khi bão số 4 sắp đổ bộ, được chính quyền thông báo phải di dời khẩn cấp để an toàn, gia đình ông chỉ kịp mang chăn, chiếu, nồi cơm và đồ dùng cá nhân để tránh bão. Người dân địa phương lo ngại cơn bão với dự báo mạnh sẽ gây thiệt hại lớn. Cứ đến mùa bão là ai nấy đều lo lắng tìm nơi tránh trú. Nhà cửa ruộng vườn, gà vịt cũng đành phó mặc. Hy vọng bão sớm tan, không ảnh hưởng nhiều đến người dân, sớm ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Thơ, 85 tuổi, xã Bình Đông chia sẻ. Vội đi tránh bão nên không kịp ăn cơm, các con phải chuẩn bị cho tôi và ba đứa cháu một ít bánh mì và xôi. Cứ lúc mưa bão là lo lắm, chỉ mong bão sớm qua để về nhà thu dọn ổn định cuộc sống. Ông Huỳnh Nhõng, 83 tuổi bày tỏ. Hàng trăm suất cơm, trái cây, sữa đã được chuẩn bị để hỗ trợ người dân tránh trú bão, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Chị Lê Thị Miên, 28 tuổi, áo vàng, cho biết chị cùng ba con nhỏ và người lớn tuổi trong gia đình di chuyển lên khu vực tránh bão từ sáng. Riêng nhà cửa và ruộng vườn hiện có chồng chẳng chống lại trước khi bão đổ bộ. Tại trường học mầm non Bình Thuận, huyện Bình Sơn, người dân ở khu vực nguy hiểm cũng được di chuyển đến tránh trú. Đến nay, các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã di rời hơn 53.000 người dân vùng trũng, thấp, ven sông, ven biển và vùng nguy cơ sạt lở núi đến các nơi tập trung. Khoảng 8.000 người di rời ghép từ các nhà yếu, nhà không đảm bảo đến các nhà kiên cố để tránh bão số 4. Dự kiến số người dân trong vùng nguy hiểm tiếp tục phải di rời còn tăng lên. Hai kịch bản về cường độ bão Noru khi đổ bộ miền Trung.
trong khi mô hình dự báo của Việt Nam và Nhật Bản cho rằng bão Noru mạnh nhất cấp 14-15 khi gần bờ, Đài Hồng Kông và Mỹ lại nhận định hình thái này có thể tăng cấp thành siêu bão. Chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của bão số 4 Noru đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã quan trắc được gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, trong khi đảo Phú Quốc có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Lúc 13 giờ, tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 270 km về phía đông, sức gió duy trì mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17 trong những giờ qua. Cơ quan khí tượng nhận định, trong 12 giờ tới, bão giữ cường độ trên và đi vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Lúc 1 giờ sáng mai, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 14-15. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hồng Kông nhận định Noru đang ở cấp siêu bão vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, với sức gió mạnh nhất 195 km/h, tương đương cấp 16 giật trên cấp 17. Cường độ này tương đương với sức gió cực đại của siêu bão khi áp sát đất liền Philippines 3 ngày trước. Mô hình dự báo này cũng cho thấy đến trưa mai, sau 6 tiếng kể từ khi tâm bão vào đất liền Trung Trung Bộ, hình thái này vẫn có thể duy trì cường độ mạnh nhất lên tới 155 km/h, tương đương cấp 13-14. Nhận định trên tương tự kịch bản mà Cơ quan Khí tượng Trung Quốc và Cơ quan Dự báo Hải quân Mỹ đưa ra. Theo đó, các mô hình này dự báo thời điểm tâm bão tiếp cận đất liền Trung Trung Bộ rạng sáng mai, sức gió cực đại vẫn đạt cấp 14-15. Kịch bản này tương đối cực đoan so với dự báo của Cơ quan Khí tượng Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, Đài Nhật Bản cho rằng sức gió mạnh nhất Noru có thể đạt được dao động cấp 14-15 vào khoảng 162 km/h vào chiều nay là thời điểm bão mạnh nhất. Với cường độ trên, bão tiến vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và chịu ma sát nên có thể giảm xuống cấp 12-13 khi tiếp cận đất liền khu vực này. Lý giải về sự khác biệt trên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mô hình của Việt Nam tính cường độ bão theo sức gió trung bình trong 2 phút, trong khi mô hình của Trung Quốc hay Hồng Kông tính theo sức gió trong 1 phút. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mô hình dự báo của Trung Quốc thường nhận định cường độ bão cao hơn 1 đến 2 cấp so với mô hình trong khu vực. Nhưng với cơn bão này, chúng tôi không loại trừ bất kỳ kịch bản nào, ông Khiêm cho biết. Theo dự báo, bão Noru khả năng lưu gió mạnh trên đất liền trong 10 đến 12 tiếng liên tục từ đêm nay đến trưa mai. Khu vực đất liền khả năng ghi nhận gió mạnh nhất là ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Vùng gần tâm bão ở các địa phương này có thể có gió mạnh cấp 12, cấp 14, giật cấp 15. Từ chiều nay, mưa lớn được dự báo trút xuống các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Đợt mưa này chỉ kéo dài đến hết ngày mai, nhưng với lượng mưa rất lớn, lên tới 300-400mm một đợt, có nơi trên 450mm. Cùng lúc, mưa lớn lan ra khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai với lượng phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm. Từ ngày mai, mưa có xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!